Chào tất cả các bạn nha. Nay Thơmgo lại hướng dẫn các bạn cách tính tiền bảo hiểm xã hội lãnh đủ một lần như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi vào một ví dụ cụ thể. Ví dụ ông A có thời gian làm việc cho công ty từ tháng 7 năm 2013 cho tới hết tháng 12 năm 2015 thì xin nghỉ việc. Vậy ông A muốn lãnh bảo hiểm xã hội một lần thì tính như thế nào? Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính một lần bằng hệ số 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, hệ số 2 tháng từ năm 2014 trở đi. Ngoài ra, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1 đến 6 tháng thì tính là nửa năm. Từ tháng 6 đến tháng 12 tính tròn là 1 năm. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội như sau: từ tháng 7 năm 2013 cho đến tháng 12 năm 2013, thời gian làm việc là 6 tháng với mức lương cơ bản là 3 triệu 200, thì lấy 6 nhân cho 3 triệu 200 ra được 19 triệu 200. Từ tháng 1 năm 2014 cho tới tháng 12 năm 2014, thời gian làm việc là 12 tháng với mức lương cơ bản là 3 triệu 700, lấy 12 nhân cho 12 tháng nhân cho 3 triệu 700 ra được 44 triệu 400. Từ tháng 1 năm 2015 cho tới tháng 12 năm 2015, thời gian làm việc là 12 tháng với mức lương cơ bản là 4 triệu 200, lấy 12 tháng nhân cho 4 triệu 200 ra được 50 triệu 400. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 30 tháng. Tổng số tiền lương đã đóng là lấy 19 triệu 200 cộng 44 triệu 400 cộng 50 triệu 400 được ra được 133 triệu 200. Mức lương bình quân đóng trên tháng là 3 lấy 133 triệu 200 chia cho 30 tháng ra được 4 triệu 440 ngàn. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 2 năm 6 tháng. 6 tháng này tính là nửa năm thì hệ số nó sẽ là 0,5. Hưởng trợ cấp một lần thì ta lấy hệ số mức lương bình quân hàng tháng là 4 triệu 440 ngàn nhưng cho hệ số là 0,5 nhân 1,5 là hệ số làm việc trước năm 2014 cộng 4 triệu 440 ngàn nhân cho 2, đó là 2 năm làm việc nhân cho 2, hệ số làm việc sau năm 2014 bằng 21 triệu 060 ngàn. Như vậy tổng tiền bảo hiểm xã hội nhận đủ một lần là 21 triệu 060 ngàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.